Dạ, em xin kính chào toàn thể quý bà con đang xem kênh là TK Bonsai. Hôm nay nhà vườn của em về một số cây muốn giao lưu cùng với quý bà con, như là phôi trang vàng lá nhỏ, với lại bông giấy, với lại sam hương. Dạ, nhà vườn của em là ở Tăng Hòa, La Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0939928104 ạ. Dạ, để không mất thời gian em xin vô cây số 1 ạ. Là một phôi trang vàng lá nhỏ ạ. Bình thân của nó là 27. Thân lớn nhất là 14. Chiều cao của nó là 17. Tán ngang của nó là 35. Dạ, cây số 1 em xin giao lưu là 850 ạ. Dạ, tiếp theo là một cây trang vàng lá nhỏ. Dạ, mã số 2. Bình thân của nó là 19. Bình cũ của nó là 36. Chiều cao của nó là 18. Dạ, cây mã số 2 em xin giao lưu 750 ạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 3, cũng là một cây phôi trang vàng lá nhỏ ạ. Bình thân của nó là 19. Chiều cao của nó là 14. Cái ngang của nó là 15. Cây mã số 3 em xin giao lưu là 350. Tiếp theo là cây mã số 4, cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ. Tổng hoành của nó là 27. Chiều cao là 20. Tán ngang là 21. Cây mã số 4 em xin giao lưu là 400k. Tiếp theo là cây mã số 5. Mã số 5 cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ. Bình thân của nó là 22. Bình cũ của nó là 32. Chiều cao của nó là 12. Cây mã số 5 em xin giao lưu là 400k. Tiếp theo là một cây phôi trang vàng lá nhỏ, mã số 6. Bình thân của nó là 18. Chiều cao là 14. Cây mã số 6 em xin giao lưu là 500k. Dạ. Tiếp theo là cây mã số 7 ạ. Mã số 7 cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ. Hoành thân của nó là 19. Chiều cao là 11. Hình cũ của nó là 42 ạ. Cây mã số 7 em xin giao lưu là 450 ạ. Tiếp theo là cây mã số 8, cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Bình thân của nó là 23.
Tán ngang của nó là 27. Cam đâu đã em. Chiều cao là 12 ạ. Tiếp theo là cây mã số 8 em xin giao lưu là 350k ạ. Dạ, tiếp theo là cây mã số 9. Dạ, mấy cây phô trang này là nhà vườn em, của nhà vườn em bứng lên đó, cho nên bẻ cổ quái là khá là đẹp nha bà con. Số điện thoại giao lưu của em là 0939928104 ạ. Vành của nó là 14. Chiều cao là 15. Bên đây cũng 14 luôn. Chiều cao của nó là 18. Dạ, cây mã số 9 em xin giao lưu là 600k. Tiếp theo còn là cây mã số 10 là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn ạ. Bình thân của nó là 12. Chiều cao là 14. Bình thân của nó là 19. Chiều cao là 12. Con số 10 này em xin giao lưu là 600k. Dạ, tiếp theo là một cặp phôi mã 11, cũng là trang vàng lá nhỏ luôn. Bình thân của nó là 13. Chiều cao là 17. Bình thân của nó là 17. Chiều cao của nó là 13. Dạ, cây mã 11 em xin giao lưu là 450k. Nhà vườn của em là ở Lai Vung, Tân Hòa, Đồng Tháp. Dạ, tiếp theo là mã số 12, cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Bình thân của nó là 17. Chiều cao của nó là 16. Bình cũ của nó là 40. Bình thân của nó là 15. Chiều cao là 24. Dạ, mã số 12 em xin giao lưu là 400k. Số điện thoại giao lưu của em là 0939928104. Nhà vườn của em là ở Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Dạ, tiếp theo là mã số 13, cũng là phôi trang vàng lá nhỏ. Bình thân là 13. Chiều cao của nó là 19. Bình thân của nó là 17. Chiều cao của nó là 17 luôn. Dạ, mã số 13 em xin giao lưu là dạ, 300. Tiếp theo là mã số 14, cũng là một phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Bình thân của nó là 16. Chiều cao là 15. Bình thân của nó là 17. Chiều cao của nó là 19. Và mã số 14 em xin giao lưu là 400k. Tiếp theo là mã số 15, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ. Em đâu Hoàng Tổng. Hoàng Tổng của nó là 25.
Chiều cao của nó là 13. Tổng của nó là 20. Chiều cao là 11. Tiếp theo mã số 15 em xin giao lưu là 500k. Dạ, tiếp theo là mã số 16, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn ạ. Đâu mình tổng luôn. Bình tổng của nó là 19. Chiều cao là 13. Bình tổng là 21. Chiều cao của nó là 14 ạ. Dạ, cây mã 16 này em xin giao lưu là 450k ạ. Tiếp theo là mã số 17, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Bình thân của nó là 14. Chiều cao là 12. Bình thân của nó là 15. Chiều cao của nó là 24. Dạ, mã số 17 em xin giao lưu là 350 ạ. Tiếp theo là cặp mã số 18, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Hoành của nó là 14. Cao của nó là 16. Và nó đây là 14 luôn. Cao là 13. Ở số 18 em xin giao lưu là 250k. Tiếp theo là mã số 19, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn ạ. Bình thân của nó là 19. Chiều cao là 18. Bình thân của nó là 20. Chiều cao 10. Dạ, mã số 19 em xin giao lưu là 450k. Tiếp theo là mã số 20, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Hoành tổng của nó là 24. Chiều cao là 11. Này hoành 20. Cao là 13. Mã số 20 em xin giao lưu là 300k. Tiếp theo là mã số 21, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn. Hoành của nó là 17. Chiều cao là 11. Hoành 18. Chiều cao là 10. Mã số 21 thì em xin giao lưu với quý bà con là 350k. Tiếp theo là mã số 22 ạ. 22 cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ luôn ạ. Bình thân của nó là 16 ạ. Chiều cao là 25. Bình thân của nó là 15. Chiều cao là 21.
À, số 22 này em xin giao lưu là 400 400k. Tiếp theo là mã số 23, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ. Quành thân của nó là 16. Chiều cao là 18. Quành thân của nó là 18. Quành cũ của nó là 32. Chiều cao của nó là 21. Mã số 23 này em xin giao lưu là 400k. Tiếp theo là mã số 24, cũng là một cặp phôi trang vàng lá nhỏ. Quành của nó là 13. Chiều cao là 17. Quành của nó là 15. Chiều cao là 14. Mã số 24 này em xin giao lưu là 350k. Nhà vườn em bao sóng bao ship. Bao sóng bao ship toàn quốc ạ. Dạ, tiếp theo là một cây bông giấy mã số 29 ạ. Ủa? Mã số 25 ạ. Em nói lộn. Quành thân của nó là 38. Tế sổ của nó là 50. Chiều cao là 57. Dạ, mã số 25 này em xin giao lưu là 1.900.000 ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 26, cũng là một cây bông giấy Mỹ ạ. Quành thân của nó là 37. Tế sổ của nó là 45. Chiều cao là 55. Mã số 26 này em xin giao lưu là 1.800.000 ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 27, cũng là một cây hoa giấy Mỹ ạ. Quành thân của nó là 30. Chiều cao là 68. Chiều bay của nó là 61. Tế sổ của nó là 48 ạ. Dạ, cây mã số 27 này giá là 1.100.000 ạ. Ở đây nó có cái rễ nó bị tét. Nhưng mà nó không sao, không ảnh hưởng gì hết. Tiếp theo là mã số 28, cũng là một cây hoa giấy Mỹ. Quành thân của nó là 36. Chiều cao là 89. Tế sổ của nó là 41. Dạ, cây mã số 28 này em xin giao lưu với quý bà con
Dạ 1,6 triệu ạ. Dạ nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha quý bà con. Tiếp theo là mã số 29 cũng là một cây bông giấy Mỹ ạ. Quành thân của nó là 33. Chiều cao của nó là 54. Cái sổ nó là 37. Mã số 29 này em xin giao lưu là 900k. Tiếp theo là mã số 30, cũng là một cây bông giấy Mỹ ạ. Quành thân của nó là 38. Chiều cao của nó là 52. Đế sổ của nó là 32 ạ. Dạ mã số 30 này em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Nhà vườn của em là ở Tân Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp và số điện thoại giao lưu là 0939928104. Số đó cũng là số Zalo luôn nha quý vị. Tiếp theo là mã số 31 là một cây mai chứng thủy trung nu ạ. Bình thân của nó là 21. Chiều cao là 16. Mã số 31 này em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Dạ tiếp theo là mã số 32 cũng là một cây mai chứng thủy trung nu ạ. Quành thân là 23. Chiều cao của nó là 14. Mã số 32 này em xin giao lưu là 1,2 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 33, cũng là một cây mai chứng thủy trung nu. Quành thân của nó là 23. Cao là 18. Dạ, quành thân của nó là 25, hồi nãy em đo lộn. Dạ, mã số 33 này em xin giao lưu là 1,1 triệu. Tiếp theo là mã số 34 cũng là một cây mai chứng thủy trung nu luôn ạ. Hình thân của nó là 23. Chiều cao là 15. Mã số 34 này em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 35 là một cây sam hương Đài Loan ạ. Quành thân của nó là 30. Chiều cao là 32. Dạ mã số 35 này em xin giao lưu với quý bà con là 1,2 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 36 cũng là một cây sam hương Đài Loan luôn ạ. Quành thân của nó là 36.
Chiều cao là 28. Hoành cũ là 55. Dạ, mã số 36 này em xin giao lưu với quý bà con là 800k. Tiếp theo là mã số 37, cũng là một cây sam hương Đài Loan luôn ạ. Ống hoành của nó là 38. Chiều cao là 42 ạ. Hoành cũ của nó là 65. Mã số 37 này em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 38, là một cặp sam hương Đài Loan ạ. Hoành của nó là 23. Chiều cao là 12. Hoành ở đây là 24. Chiều cao là 13. Mã số 38 thì em xin giao lưu là 1,000,000 ạ. Tiếp theo là mã số 39, là một cặp sam hương Đài Loan luôn. Hoành thân của nó là 16. Chiều cao là 20. Hoành thân là 18. Chiều cao là 18 luôn. Mã số 39 em xin giao lưu 900k. Tiếp theo là mã số 40, là một cây trang vàng lá nhỏ. Hoành thân của nó là 20. Chiều cao là 18. Tán ngang là 39. Mã số 40 này em xin giao lưu là 1,5 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 41, cũng là một cây trang vàng lá nhỏ luôn. Tổng hoành của nó là 21. Chiều cao của nó là 19. Tán ngang là 40. Mã số 41 này em xin giao lưu là 1,4 triệu ạ. Số điện thoại giao lưu của em là 0939928104, cũng là số Zalo luôn nha quý bà con. Tiếp theo là mã số 42, là một cây mai chứng thủy lá lớn ạ. Hoành là 48. Chiều cao là 46. Hoành cũ của nó là 72. Mã số 42 này em xin giao lưu với quý bà con là 2,6 triệu ạ. Dạ, tiếp theo là mã số 43, là một cây mai chứng thủy da đen lá lớn ạ. Tổng hoành của nó là 86 ạ.
Chiều cao là 50. Mình cũ là 116. Dạ, cái cây này là nguyên khối liền lạc nha quý bà con. Ở số 43 này em xin giao lưu với quý bà con là dạ, 4.500.000 ạ. Số 44. Dạ, cây này cũng là cây mã số cuối cùng của clip em là mã số 44 ạ. Là một cây kim quýt ạ. Quanh thân của nó là 26. Chiều cao là 60. Tán ngang của nó là 98 ạ. Dạ, cây mã số 44 này em xin giao lưu là 5.2 triệu ạ. Đây cũng là cây cuối clip của em. Dạ, cuối clip em cũng xin kính chào toàn thể quý bà con đã xem kênh và ủng hộ em trong những clip vừa qua. Xin cảm ơn ạ. Dạ, hẹn quý bà con gặp lại trong clip sau ạ. Đứng quay hoài.